Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Lãnh đạo Sóc Trăng đi học kinh nghiệm ở trời Tây và thực trạng ngành xổ số ở Việt Nam. Các công ty xổ số được ví như bầu sữa của các tỉnh, thành phố, đặc biệt ở khu vực miền Nam. Năm 2023, tổng số tiền mà 21 công ty xổ số thuộc khu vực này đã nộp ngân sách nhà nước lên tới hơn 41.000 tỷ đồng. Vì công ty xổ số Kiến thiết Sóc Trăng tổ chức hai đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm xổ số ở một số nước châu Âu và châu Á đã khiến công luận hết sức bức xúc. Theo đó, công ty này đã tổ chức hai đoàn với 14 người đi học ở nước ngoài. Đoàn thứ nhất đi châu Âu gồm Hà Lan, Đức, Pháp. Đoàn thứ hai đi châu Á gồm Malaysia và Singapore, tòa nhà trụ sở của công ty xổ số Sóc Trăng. Trong danh sách của hai đoàn này, có ba lãnh đạo công ty xổ số Kiến thiết Sóc Trăng là các ông chủ tịch, phó giám đốc và kế toán trưởng công ty. Ngoài ra, còn có bốn người là lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như giám đốc sở tài chính, chánh thanh tra tỉnh, giám đốc sở tư pháp và phó giám đốc công an tỉnh. Kinh phí của các chuyến đi học tập này được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của công ty xổ số Kiến thiết Sóc Trăng. Trước đó, vào năm 2023, tỉnh Long An cũng từng cử đoàn đi học tập kinh nghiệm tại châu Âu, Dubai và Đài Loan. Theo giới quan sát, không khảo mà khai, trả lời báo Tuổi Trẻ, một lãnh đạo công ty xổ số Sóc Trăng cho biết như sau. Các đoàn đi học tập chứ không phải đi du lịch, và đây là hình một người già bán vé số. Trên mạng xã hội, có ý kiến bình luận rằng học tập kinh nghiệm ở đây thực chất là chiêu bài, lấy tiền ngân sách nhà nước để hợp thức hóa cho việc đi du lịch, ăn chơi của cán bộ lãnh đạo. Cũng có ý kiến cho rằng, việc làm kể trên của các lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng là điều hết sức phản cảm. Họ không biết được rằng, những người mua vé số hiện nay đa phần là muốn giúp đỡ người nghèo bán vé số để có thêm thu nhập. Tại sao không trích khoản chi phí du hí này để tăng thêm hoa hồng cho người bán vé số hay để làm các việc phục vụ công ích? Báo Sài Gòn Giải Phóng cũng không đồng tình với việc làm của công ty xổ số Sóc Trăng, thể hiện sự phản đối trong bài viết Đừng vô cảm và bao biện nữa. Theo đó, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và Việt Nam còn rất nhiều khó khăn, tại sao tỉnh Sóc Trăng và lãnh đạo các công ty xổ số có thể đi học tập kinh nghiệm ở các nước châu Âu, châu Á mà ai cũng biết bản chất của những chuyến học tập đó là gì? Theo báo cáo của công ty xổ số Kiến thiết Sóc Trăng, vào cuối tháng 3 năm 2024, doanh số tiêu thụ vé số năm 2023 đạt 6.300 tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng 1.750 tỷ đồng, lợi nhuận trên 832 tỷ đồng. Ngành kinh doanh vé số được đánh giá là siêu lợi nhuận. Tổng số tiền lãi của công ty xổ số mỗi tỉnh ước khoảng 500 triệu mỗi tháng. Đó là chưa kể đến những giải đặc biệt, không có người trúng thưởng hàng ngày sẽ được sung vào công quỹ. Nhưng công quỹ đó đi về đâu và được bao nhiêu thì không ai biết. Đó là lý do, ở Việt Nam, những người làm trong các công ty xổ số rất nhanh giàu. Một lãnh đạo ngành xổ số cấp tỉnh, chỉ sau vài ba năm, đã có biệt thự, xe hơi hạng sang. Trong khi, lương của họ chỉ ở mức từ 7 đến 12 triệu đồng một tháng. Và đây là hình Thủ tướng Phạm Minh Chính. Trong khi đó, những người bán vé số vô cùng khó khăn và cực nhọc. Họ phải dãi nắng dầm mưa trên các nẻo đường để rao bán từng tờ vé số, đổi lại là mức hoa hồng quá thấp, không đủ sống. Nhưng nếu họ không bán vé số, họ cũng không biết làm gì để kiếm sống, nên họ phải chấp nhận để tồn tại qua ngày. Các lãnh đạo nhà nước thì ăn trắng mặc trơn, ngồi phòng máy lạnh, tiêu tiền ngân sách không tiếc tay. Đã vậy, họ còn vẽ ra chuyện đi học tập kinh nghiệm tận mãi trời Tây, để du hí bằng những đồng tiền thuế của dân và sức lao động rẻ mạt của người dân. Vì sao tình trạng người Việt Nam sang Nhật trộm cắp vẫn phổ biến? Trong thời gian gần đây, tin tức liên quan đến người Việt Nam đi làm việc hay du lịch ở nước ngoài liên tục phạm pháp trộm cắp đã khiến cho quốc tế có cái nhìn không tốt về người Việt Nam. Trước đây, cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng đã từng cay đắng thốt lên rằng đây là điều làm nhục quốc thể. Mới nhất vào ngày 5 tháng 10, trang báo Nikkei Asia có một phóng sự du khách Việt Nam mang hàng ăn cắp về nhà để bán kiếm lời với giá cao. Bài báo cho biết công ty Uniqlo
một thương hiệu thời trang được ưa thích tại Việt Nam, đã khiến cho các cửa hàng Nhật Bản của họ trở thành mục tiêu hàng đầu của hành vi trộm cắp có tổ chức. Tại Osaka, ba phụ nữ Việt Nam đã bị bắt vào tháng 2 năm 2024 vì tình nghi ăn cắp nhiều lần tại các cửa hàng của Uniqlo. Bộ ba người này đến Nhật bằng thị thực ngắn hạn từ tháng 6 năm 2023 cho đến tháng 2 năm 2024. Họ bị cáo buộc đã lấy tổng cộng khoảng 3.300 món đồ, trị giá khoảng 12,3 triệu yên, tức là tương đương khoảng 82.000 đô la, từ 37 cửa hàng ở khu vực Kansai quanh Osaka cũng như ở Tokyo. Vào tháng 3, 4 đàn ông và một phụ nữ Việt Nam cũng bị buộc tội trộm cắp tại cửa hàng Uniqlo tại thành phố Fukushima trên đảo Kyushu, cực nam Nhật Bản, và đã bị tuyên án treo. Những người này đã khai nhận với cảnh sát họ nhận được 170.000 đến 210.000 yên mỗi người cho một lần lưu trú khoảng 2 tuần tại Nhật Bản. Cảnh sát địa phương cáo buộc những người này đã lặp đi lặp lại quá trình đánh cắp, sau đó họ chuyển hàng cho người khác để vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ. Những người phụ nữ này được huấn luyện và hoạt động có tổ chức rất tinh vi. Vé máy bay và chỗ ở đã được sắp sẵn và họ được hướng dẫn cách thức lấy cắp các trang phục ít cổng cảnh. Theo tờ báo Asahi, cảnh sát đã có lệnh bắt giữ một phụ nữ khoảng 40 tuổi, hiện đang sống ở Việt Nam vì tin rằng bà này cầm đầu nhóm 4 nghi can kể trên. Theo mô tả, hàng trộm cắp nhiều đến mức ngày nào họ cũng phải chất đầy đồ vali. Một câu hỏi đặt ra là tại sao một số đông người Việt Nam khi ra nước ngoài làm việc tạm thời hay đi du lịch luôn tìm cách trốn ở lại và hành nghề trộm cắp, kể cả một số người đến Nhật với tư cách là du học sinh hay trao đổi hợp tác giữa hai nước cũng vậy. Lý giải tình trạng này, ngày càng nhiều người Việt Nam đến Nhật để mà trộm cắp là về tình trạng nợ nần do việc phải trả phí môi giới của các công ty môi giới đã là nguyên nhân chính. Một người Nhật gốc Việt đã định cư hơn 30 năm ở đây cho phóng viên của Thời báo chấm đây được biết, do ông có khả năng nói tiếng Nhật tốt nên thường được cảnh sát địa phương mời ra làm phiên dịch trong các phiên thẩm vấn đối với người Việt Nam phạm tội. Ông cho hay, tôi là người trực tiếp nghe điện thoại, từng được biết gia đình một nghi phạm đã phải vay mượn, thế chấp ngân hàng được 200 triệu chỉ để lo lót cho anh này đi du học bên Nhật. Người nhà Việt Nam cho biết để trả nợ khoản vay 160 triệu cho ngân hàng thì người thân của họ bắt buộc phải ăn cắp mới có tiền để mà trả nợ. Công luận thấy rằng từ nhiều năm nay người Việt Nam vẫn mãi phải chen nhau để mà giành lấy suất đi xuất khẩu lao động mà thực chất là đi làm nô lệ lao động ở nước ngoài. Nhưng tại sao họ vẫn phải trả tiền cho dịch vụ môi giới của nhà nước để rồi phải đi ăn cắp để mà trả nợ, trong khi họ là nhân tố đóng góp cho lượng kiều hối hàng chục tỷ đô la đổ về Việt Nam mỗi năm. Vì thế xin đừng trách người lao động Việt Nam ở nước ngoài rồi bần cùng phải đi ăn trộm để mà trả nợ. Có chăng hãy trách chính quyền vì sao lại để đa số người lao động Việt Nam phải bằng mọi cách để bỏ nước đi làm thuê? Vì sao đồng lương của người lao động trong nước không đủ sống, không thể chăm lo cho gia đình? Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin vì sao tình trạng người Việt sang Nhật trộm cắp vẫn phổ biến. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đề.